Không được rồi, vì tôi cần người làm full time cơ. Vậy à? Có lẽ để dịp khác nhé. Xin lỗi cô Trúc, bây giờ tôi đang bận. Chào cô. Chào bố. Con lại vừa giở trò gì đúng không? Trâm Anh, con không nghe thấy bố hỏi gì à? Bố khát nước không? Để con lấy nước cho bố nhá. Đừng để trống làng nữa. Ngồi xuống đây bố nói chuyện với con. Bố hỏi lại một lần nữa, con vừa làm gì để bác giúp việc bỏ đi, không nhận lời làm việc ở nhà mình nữa? Con có làm gì đâu, con chỉ nói trong một tháng nhà mình thay 4 giúp việc, người lâu nhất chỉ được 1 tuần. Tại sao con lại nói như thế? Bố vẫn dặn con là phải thật thà cơ mà. Con có biết là bố rất mệt chỉ vì đi tìm người giúp việc rồi không? Thế thì bố cứ nghỉ đi, để con nấu cơm cho bố nhá. Chào cô. Nếu như cô vẫn muốn làm giúp việc thì sáng ngày mai cô có thể đến công ty của tôi, chúng ta trao đổi lại nhé. Em xin lỗi ạ, em ngủ quên mất. Đưa nàng về quê, mệt quá phải không? Cậu ấy là chết đứt đuôi con nòng nọc với cái cúc rồi. Thế nào, gia cảnh nhà nàng có khá không? Ok không? Gia cảnh thì quan trọng gì đâu anh, mà em thấy Cúc vất vả quá anh ạ. Thì em xem, ở cái phân xưởng này thiếu gì hoàn cảnh như cái Cúc đâu. Thân phận đàn bà con gái, ở quê lên thành phố làm công nhân, có ai mà không vất vả đâu. Em biết thế, nhưng mà có chứng kiến tận mắt em mới thấy thương. Một mình Cúc phải nuôi mẹ già và con nhỏ, lại còn đi làm xa nữa. Lúc chia tay nhau cứ bịn dịn mãi không dứt, em thấy tội quá. Ngẫm lại em thấy mình hồ đồ quá, đã nghĩ sai về Cúc rồi anh ạ. Đáng mặt đàn ông lắm đấy. Giá mà cái Cúc hiểu được tấm lòng này của em thì tốt biết mấy. Em cũng chẳng biết thế nào nữa. Cúc thì là người kín tiếng, còn em thì chẳng giỏi đoán ý người khác. Cứ dùng cái chiến thuật mưa dầm thấm lâu ấy, đàn bà là nó dễ mủi lòng lắm. Thế nhá, cố lên. Uống đi, 100% rồi. Em mời anh ạ. Uống đi. Uống hết đi. Dạ, em tên là Ly ạ. Ly à? Dạ. Ông xã tên là Lâm phải không? À, không, anh trai em tên là Lâm ạ. Thảo nào mà Lâm Ly bị đát thế. Ngày nào anh cũng đến cái quán này mà không gặp với em. Anh quét đi. Em ngày nào mà chẳng ngồi đây, thấy anh bao giờ đâu. Thế thì từ ngày mai, ngày nào anh cũng đến đây để gặp em được không? Anh gặp em ở đây cũng được, gặp ở đâu cũng được, miễn là... Anh hiểu rồi. Đây đây đây. Em xin anh. Con bé kia, lại đây. Tao gọi mày đấy. Lại đây.
Này, gọi vào làm gì? Con bé này nó ở gần chỗ em ạ. Này, ở kia có mấy cái vỏ lon, vào nhặt đi. Cứ vào mà nhặt đi, bọn này không ăn thịt đâu. Vào đi mà nhặt. Uống. Dạ. Đây, có chào không kia? Này, uống đi. Đại ca. Làm với bọn anh một ly không? Đại ca ơi, con này nó trẻ con mà, để ý làm gì? Này, làm một ly không? Dạ thôi, em xin phép. Em cảm ơn anh chị ạ. Đây. Nếu như cô đi làm ở nhà tôi chỉ là để trừ nợ, thì nghĩa là sau khi làm 2 tháng đã đủ tiền để trả là cô sẽ nghỉ à? Thôi được rồi, dù sao cũng là chỗ quen biết, với lại tôi cũng đang cần người. Tạm thời trong thời gian này, con gái tôi đang muốn tôi ở nhà nhiều hơn, nên cô có thể làm bán thời gian. Nhưng còn sau này, chắc là tôi phải tính lại, bởi tôi cần người ở lại nhà luôn cơ. Vâng ạ. Cô đã từng làm người giúp việc ở đâu chưa? Tôi chưa. Chứ còn nấu ăn, cô nấu được chứ? Cũng tạm được. Những món cơ bản, tôi biết sơ sơ ạ. Những món cơ bản mà chỉ biết sơ sơ thôi à? Nói thật, tôi đang cần người làm việc ngay. Chứ còn kiểu vừa đi làm, vừa thử việc thế này... Cuộc sống của bố con tôi đã đủ rối lắm rồi. Đúng là tôi chưa đi làm giúp việc bao giờ. Nhưng mà tôi là người khá nhanh nhẹn. Tôi nghĩ công việc này tôi sẽ sớm thành thạo thôi ạ. Ai đi xin việc cũng đều nói như cô cả. Nếu anh không yên tâm, anh có thể cho tôi làm thử một tuần. Anh không ưng có thể chọn người khác mà. À, còn công việc ở nhà hàng, cô định sắp xếp thế nào? Bởi vì tôi sẽ cần cô nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng và buổi tối. Nếu anh đồng ý, thì tôi sẽ làm việc ở nhà hàng ca từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Còn lại tôi sẽ làm việc ở nhà anh. Sáng 6 giờ tôi sẽ tới, còn tối 8 giờ tôi về. Anh thấy thế nào ạ? Như vậy cũng được. Miễn là cô đảm bảo công việc. Còn về lương, tôi sẽ trả cô 7 triệu một tháng như là cô làm việc full time. Cô thấy sao? Tôi thấy vậy hơi cao ạ. Anh trả tôi 5 triệu là được rồi. Cô yên tâm, sẽ là 5 triệu nếu như cô làm việc không tốt. À vâng. Trong này tôi mới chỉ có bản photo chứng minh thư của cô. Tôi cần bản gốc, để ngày mai cô đi làm thì bổ sung vào nhé. Dạ vâng ạ. À, cô có địa chỉ email chứ? Tôi có, nhưng lâu rồi không dùng ạ. Cô viết vào đây cho tôi. Bởi vì tôi sẽ cần để gửi thời gian biểu cũng như những công việc cần làm trong ngày cho cô. Anh soạn sẵn cả thời gian biểu ấy ạ? Tất nhiên, khi đã phải thuê đến mấy chục người giúp việc thì đưa cho họ một bản soạn sẵn sẽ nhanh hơn là ngồi nói rất nhiều. Đây là chìa khóa nhà của tôi, cô cầm lấy đi. Có điều này tôi phải cảnh báo cô trước nhé. Điều gì ạ? Con gái tôi, con bé rất bướng đấy. Tôi cũng thế ạ.